Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng đại diện các bộ ban ngành Trung ương, lãnh đạo của tỉnh Bắc Ninh. Quyết định số 576 của Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017-2022, chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam điều động chỉ định tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Trao quyết định chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Anh Tuấn. Trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai mong đồng chí Nguyễn Anh Tuấn phát huy được năng lực kinh nghiệm tiếp cận nhanh tình hình địa phương, gương mẫu là hạt nhân đoàn kết cùng với ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn sinh ngày 26 tháng 11 năm 1979 tại Thanh Hóa, là tiến sĩ quản lý kinh tế, thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân kinh tế ngành ngân hàng tài chính, trình độ lý luận chính trị cao cấp.